Bây giờ mình sẽ quay cái tiếng mic của mặt ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái này là echo voice reverb. Bây giờ mình tắt cái phần tiếng echo hẳn luôn ha. Mình tắt cái tiếng reverb thôi nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Rồi, bây giờ voice reverb, phối với echo thì nói chung là mình thích bao nhiêu thì mình tự mình điều chỉnh theo cái nhu cầu của mình ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ tới tiếng mic nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ tiếp mình sẽ test phần nhạc ha. Cái đây là mình đang test trên cái lo 4 tấc này. 4 tấc ha. Từ 140 con 51 này, một cái lo trung và một lo chép 250. Đó, nghiêng một bộ của nó như thế này. À, nếu như cái mẫu này nếu như ai muốn sử dụng lo đơn, bass đơn thì mình đánh như thế này là ok ha. Karaoke cho mọi người nghe ha. Thử lại cái micro này.